Hình ảnh của Hải Tú xuất hiện trong lễ kỷ niệm mừng 5 năm ngày thành lập công ty MTP Entertainment đang gây bão trên mạng xã hội. Cụ thể, sau một năm ở ẩn vì scandal trà xanh, vào tối muộn ngày hôm qua mùng 9 tháng 11, Hải Tú đã chính thức xuất hiện trước công chúng và đứng chung một khung hình với Sơn Tùng MTP. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên độc quyền của MTP Talent lộ diện sau gần một năm vướng phải ồn ào. Như vậy, cô nàng vẫn chưa rời khỏi công ty MTP Talent sau loạt ồn ào như nhiều lời đồn thất thiệt. Giữa lúc Hải Tú gây xôn xao về đồn đoán sẽ sớm tái xuất, Sơn Tùng MTP cũng có động thái gây chú ý. Theo đó, giọng ca quê Thái Bình đã công khai đăng bức ảnh có sự xuất hiện của Hải Tú trên trang cá nhân, kèm theo lời chia sẻ. Đoạn đường phía trước còn rất dài, còn vô vàn thử thách khó khăn đang chờ chúng ta. Đây được cho là hành động bảo vệ gà nhà một cách khéo léo của Sơn Tùng. Hãy nhớ rằng niềm tin dành cho nhau còn tuyệt vời hơn niềm tin mà chúng ta có bên trong mỗi con người đó. Thế nên hãy vững tin, đoàn kết, dũng cảm, nắm tay nhau và chạy thật nhanh về phía trước nhé. Chủ tịch công ty MTP Entertainment đã viết những dòng chia sẻ đầy cảm xúc gửi đến toàn thể nhân viên trong công ty mình.